Xin kính chào cô chú và các anh chị. Hiện tại trên màn hình mọi người ấy, thì đang là chiếc TV Nano Cell đến từ LG. Đây là phiên bản 2020. Và giai đoạn gần đây thì cũng rất nhiều khách hàng quan tâm đến dòng Nano của LG này. Và một câu hỏi đặt ra đó là liệu rằng dòng Nano Cell của LG có đáng mua hay không, và nó hơn những dòng TV thường của LG ở cái điểm nào. Và cái câu hỏi thứ hai nữa là trong cái giải các series của Nano Cell ấy thì có những đặc điểm gì cần chú ý giữa các model và nên lựa chọn model nào? Thì trong video này thì em sẽ chi tiết hóa cho mọi người, chúng ta sẽ cùng trao đổi thêm về dòng Nano Cell của LG này. Nó sẽ là một trong những dòng mà vừa tiền nhất cũng như là có cái chất lượng khá là ổn, đáng để chúng ta bỏ tiền ra mua. Đầu tiên về câu hỏi là Nano Cell có hơn TV thường hay không thì cũng phải xin thưa anh chị là hơn ở chỗ nào. Chúng ta đều biết rằng LG là một trong những công ty công nghệ, và hiện tại thì TV của LG cũng đang đứng top thứ 2, thứ 3 trên thế giới rồi. Và họ khá nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất cái màn hình cho riêng mình. Họ có công ty LG Display để sản xuất ra cái tấm màn hình IPS. Và tấm màn hình này thì theo quan điểm của các chuyên gia cũng như là cá nhân của em đánh giá ấy, thì đây là một trong tấm hình khá là tốt về độ bền, về độ sáng, về góc nhìn. Tuy nhiên thì nếu chúng ta để ý kỹ, những năm trước đây ấy, thì cái màn hình này chúng ta cảm thấy nhìn hình ảnh ở trên LG nó vẫn chưa được sâu, và có cái gì đó ở một vài khung hình thì nó hơi nhạt. Và chính vì điều đó nên những năm trở lại đây thì LG họ đã cải tiến, ngoài cái việc là nâng cấp cái con chip xử lý bên trong, thì đối với dòng Nano Cell họ đã cải tiến thêm về cái phần tấm nền, tấm lọc màu. Họ phủ thêm một cái lớp nano, những cái hạt tinh thể rất là nhỏ, có kích thước khoảng tầm 1 nanomet. Chính vì nó rất nhỏ như vậy nên họ ký hiệu luôn cái dòng TV đó là dòng nano. Và những cái hạt nhỏ tinh thể này phủ lên cái lớp màn hình thì khi mà ánh sáng nó truyền qua ấy, thì nó sẽ được lọc ra một cách nó tinh khiết hơn, và giải màu sắc của nó sẽ trung thực, và nó cảm giác như chúng ta xem hình ảnh nó sẽ đậm hơn. Thì đây là một trong những cái bước cải tiến đáng kể của LG trên cái dòng Nano Cell này. Chính vì vậy khi mà họ cải tiến thêm về màn hình, đâm ra là họ trên dòng này họ mới phát triển thành một số những phân khúc cần chú ý như sau. Đây là câu hỏi thứ hai mà mọi người hỏi em đó, thì em sẽ phân tích là đối với dòng Nano Cell này thì nhiều người hay đánh đồng với nhau, nghĩa rằng là Nano Cell thì model nào cũng giống model nào, thì không đúng, mà nó có sự khác biệt. Đối với Nano Cell chúng ta có thể chia thành 3 phân khúc như thế này. Dòng Nano đầu tiên đó là dòng mà sẽ sử dụng con chip Alpha 9 thế hệ thứ 3, một trong những con chip mà có gần như là cao cấp nhất của LG năm 2020. Và con chip này thì cho chất lượng hình ảnh đầu ra là 8K. Mọi người để ý nhé, Alpha 9 và chất lượng hình ảnh là 8K. Thì tất cả những cái dòng Nano mà chạy Alpha 9 này thì sẽ được ký hiệu là Nano đầu 9 luôn. Đó là gồm có Nano 95, Nano 97, Nano 99. Đó, ví dụ như vậy thì đều là chạy con chip Alpha 9 này. Và một điểm nữa mọi người lưu ý hộ em ở cái dòng này đó là toàn bộ cái dòng Nano 9 này thì sẽ sử dụng con chip sử dụng cái đèn nền là đèn nền full array. Đèn nền trực tiếp nhưng mà là dạng full array, tức là một loạt các LED dày đặc xếp ở phía sau và có chế độ làm mờ cục bộ full array đó. Thì đây là một điểm cực kỳ quan trọng để khi mọi người đi mua mà mọi người phân biệt được cái tại sao mà giữa các dòng Nano Cell nó khác nhau ở điểm gì mà giá thành nó lệch nhau nhiều như vậy. Tiếp đến dòng thứ hai là cái dòng mà sẽ sử dụng con chip Alpha 7 và thế hệ thứ 3. Con chip Alpha 7 này thì tất nhiên là nó sẽ thấp hơn một chút so với con Alpha 9. Và đồng thời là một số model thì sẽ thường là sử dụng là LED Direct trực tiếp với cái chế độ điều khiển hình ảnh theo khung hình, chứ không phải là LED Full Array giống như các model đầu 9. Thì đã bao gồm có một số model đầu 8 như là Nano 85, Nano 86, rồi chủ yếu là có hai model đó là nổi nhất ở Việt Nam. Thì hai model này cơ bản là nó chỉ khác nhau về kích thước thôi. Ví dụ Nano 86 thì họ có các kích thước từ 50, 55 và 65. Thế còn cái dòng Nano 85
thì nó có kích thước ở Việt Nam này em nhớ không nhầm là chỉ có kích thước khoảng 75 thôi. Và nó khác nhau duy nhất ở cái con 85 này là cái chân thì là cả hai chữ V ở hai bên. Thế còn cơ bản tất cả các dòng nano cell thì đa phần sẽ dùng cái chân hình bán nguyệt ở giữa. Đó thì đối với cái model mà kích thước 75 thì em nghĩ rằng do cái chân bán nguyệt nó sẽ khó mà có thể đảm bảo được cái tính chắc chắn hơn là cái chân chữ V ở hai bên. Vì vậy đối với model Nano 85 thì họ sản xuất là có cái chân hai bên đối với màn hình lớn để cho nó chắc. Thế còn cái công nghệ giữa Nano 85 và Nano 86 thì nó cũng như nhau cả thôi. Tiếp đến một cái dòng nữa đó là dòng thứ ba của Nano, đó là dòng mà chạy con chip thông thường. Không phải là dòng alpha nữa. Thì đối với những model này thì họ sẽ sử dụng con chip là Quad-Core 4K. Và đa phần thì sẽ sử dụng cái led là led viền là chính. Một số model thì thường sẽ sử dụng led viền. Đó là những model ví dụ như là Nano 81, Nano 79 chẳng hạn. Đó thì sẽ sử dụng cái led viền. Và cơ bản nữa, một cái điều nữa rất quan trọng ở trên cái dòng này đó là cái tần số quét thì chỉ có 60 Hz thôi. Thế còn đối với những dòng như Nano 85, Nano 86 và những dòng trên hẳn ấy, thì đều là đa phần là 120 Hz. Điều này cũng rất quan trọng và nó cũng ảnh hưởng rất lớn tới cái chất lượng hình ảnh, đúng không ạ? Đâm ra là khi mà em khuyên khách hàng đi mua ấy thì thông thường là em hay khuyên là đối với dòng Nano thì chúng ta nên lựa chọn cái dòng Nano 86, tại vì nó có rất nhiều yếu tố mà chúng ta thấy là nó phù hợp, ví dụ như giá thành là ở giữa này. Thứ hai nữa là chúng ta thấy rằng con chip Alpha 7 là khá ổn rồi, nó cho cái chất lượng hình ảnh cũng rất là trung thực đẹp. Cái thứ ba nữa là thiết kế thì đẹp rồi, em đánh giá là đây là một trong những mẫu thiết kế khá là đẹp của LG. Cái thứ tư nữa chúng ta cũng thấy là cái tần số quét cũng rất cao, 120 Hz. Và cái giá của năm ngoái thời điểm có những thời điểm mà bán nhiều ấy, thì nó không cao lắm, 55 thì nó chỉ tầm khoảng hơn 14 15 triệu thôi ạ. Nhưng bây giờ đến cuối năm thì nó hơi bị khan hàng một chút và nó liên quan đến một vài những cái biến động ở bên LG. Có một số những cái sự cố nó không may nó xảy ra. Vì vậy là cái việc thiếu hụt linh kiện nó diễn ra quá nhiều và nó ảnh hưởng đến cả những hãng TV khác nữa. Đâm ra là giá thành của TV năm nay nó lên rất là lớn, rất là cao. Còn đối với các dòng nano đời thấp hơn, ví dụ các dòng nano như 79, 81 thì tùy mọi người cân nhắc. Đối với những dòng này thì nó không có hình ảnh khác biệt quá nhiều so với dòng TV 4K thông thường. Đặc biệt là đối với dòng ví dụ như là UN7400. Tại vì UN7400 là một trong những dòng mà có cái chân cũng thiết kế hình bán nguyệt, nó cũng rất giống về hình thức. Và con chip xử lý các thứ thì cũng là Quad-Core 4K. Công nghệ hình ảnh thì cũng na ná giống nhau, chỉ khác nhau có một chút về cái lớp nano phủ bên ngoài thì tùy thôi. Nhưng mà theo em thì cứ cái giá nào nó tốt hơn ấy, thì mới nên mua. Thế còn đã sử dụng chọn dòng nano cell thì có thể là hãy chọn hẳn lên dòng từ nano 86 đi, ví dụ như vậy. Thế còn đối với 2021 thì họ cũng ra tương tự như thế mọi người nhé. Chúng ta cũng sẽ có ba phân khúc như vậy. Đối với đầu 9 thì sẽ là có về Việt Nam rồi là có nano 95 này. Đầu 8 thì có nano 86. Đầu 7 thì có nano 75, nano 79, nano 77 là bán rồi. Và nó cũng có những cái sự phân bậc khác nhau mà như như em vừa phân bậc đấy, nhưng mà đa phần là nó sẽ liên quan đến con chip và liên quan đến cái tần số quét là chính. Thế còn đối với cái led ấy, thì năm nay có một cái điều mà em cảm thấy nó cũng hơi bị hụt hẫng, đó là model Nano 86 năm nay thì hình như đa phần là đều sử dụng cái led viền hết mọi người, hình như đều là led viền. Không biết là model 65 thì có led nền hay không, chứ còn ví dụ như 55 với lại 50 hình như đều là led viền thì phải. Thông tin này là một trong những thông tin mà em cũng thực sự là em cũng chưa được mở ra đâu, nhưng mà đến 90% khẳng định nó là led viền. Thì đây là một số những cái thông tin mà em cung cấp thêm cho mọi người về cái dòng nano cell để mọi người tham khảo. Nếu như mọi người đang có nhu cầu mua TV mà ở điểm nào mà họ vẫn còn cái Nano 86 năm 2020 ấy, thì mọi người nên mua được. Vì chính sách bảo hành của LG đó là hơn 30 hay 32 tháng, đến 32 tháng kể từ ngày sản xuất, vẫn thoải mái. Bây giờ dòng 2020 mọi người vẫn mua được, vẫn đảm bảo về chế độ bảo hành, giá thành cũng tương đối ổn, thì em nghĩ là hợp lý. Thế còn dòng 2021 thì có lẽ rằng là chúng ta nếu như không còn thì chúng ta mới chuyển sang 2021. Thì đây là cái tư vấn chân thành mà em dành đến cho mọi người. Còn giá 2021 thì nó cao lắm. Ví dụ như là dòng 55 inch của 2021 năm nay nó lên hơn 20, rất cao.
thực sự là rất cao. 55 inch là hơn 20 rồi. Chắc từ giờ đến cuối năm thì cái việc mà giảm giá em nghĩ rằng là khó lắm. Hơi khó vì nó có một vài cái như em vừa nói ấy, nó hơi bị bất lợi cho ngành TV năm nay. Có nhiều thứ nó làm cho từ giá thành linh kiện rồi mọi thứ nó đẩy lên cao kinh khủng khiếp luôn. Nên là chúng ta nếu có nhu cầu mà mua được trong giai đoạn này ở những cái điểm nào mà có model 2020 mà giá nó tốt thì mọi người cứ mua thôi. Chứ còn khó mà có thể trông chờ vào cơ hội giảm giá trong giai đoạn tới này. Rất khó nếu như mà tình hình dịch bệnh không giảm đi. Rất là cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh của em. Sắp tới thì em sẽ ra rất nhiều những series chi tiết hơn về các dòng TV nữa. Mong mọi người sẽ tiếp tục like, đăng ký và chia sẻ video. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.